Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên Võ Thị Thanh Thảo, sinh năm 1989. Em hiện đang làm ở quận 2 về điện năng lượng mặt trời. Em làm trợ lý dự án. Em quê ở Tây Ninh. Hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Tân. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Nguyên Linh ạ. Rồi em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào tất cả quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả đang xem đài ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1987, quê em ở Tân Trụ, Long An. Dạ, em làm việc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bình Tân làm gì? Dạ, em làm nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về gì em? Dạ, về vật tư y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Bây giờ mình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm với nhà gái ơi. Em về ưu điểm thì thân thiện, hòa đồng với dễ thích nghi môi trường mới. Về khuyết điểm thì em hay quên, hơi hậu đậu. Đồ ăn thì em hơi yếu. Ưu điểm, khuyết điểm của mình gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì biết nấu ăn, biết ca hát, giao tiếp tiếp đám đông. Còn khuyết điểm thì hơi nhát gái xíu, dễ bị xúc động. Mà sao nhát? Thấy gái là nhát hay sao? Kiểu như mắc cỡ, ngại. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có 2 mối tình. Không nhát chắc cũng cả chục à. 2 mối dài không? Một mối tình thì thời học sinh lúc học lớp 12 á, có mấy tháng à. Mối tình thứ hai là thời sinh viên lúc đi luyện thi, quen cũng được 3 tháng mới dẫn về nhà. Về nhà về gia đình thì cũng, lúc đó thì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. Thì sau cái lần về nhà mắt gia đình đó thì mấy ngày sau thì bạn đó tìm cách lảng tránh rồi không muốn gặp. Mình không biết lý do tại sao, mình cũng có hỏi. Bạn mới nói là mình không hợp nhau, thôi chia tay đi. Mình mới hẹn bạn ra quán nước ở công viên. Thì hai người mới trò chuyện với nhau thì bạn mới nói là ba mẹ em không đồng ý, do là hai hoàn cảnh trong gia đình nó không có môn đăng hộ đối. Bạn quyết định chia tay. Nó thẳng ra là chê mình nghèo đó. Dạ đúng rồi. Ừ, đó. Chưa có tình yêu gì sâu đậm đúng không? Có một lần cũng là đám cưới. Ủa? Mà mai mối thôi chứ chưa tình cảm gì với nhau hết á. Ủa, đám cưới là sao? Có lần là đám cưới rồi hả? Dạ thì ở nhà cũng như làm đám cưới. Bà cô ruột quen á, giới thiệu bằng mai, kêu cưới vợ cho ba mẹ nhờ. Ba mẹ lúc đó cũng thấy vất vả quá, mình cũng muốn có người đỡ đần. Nhưng mà cưới về thì được có chắc đâu khoảng 10 ngày. Rồi bạn nó ôm vàng bỏ đi luôn. Chưa có đăng ký kết hôn luôn nữa. Trời ơi, trung chuyên dữ vậy trời. Nhưng mà 10 ngày đó ở với nhau thì ngủ với ai chắc được một hai đêm. Thì bạn đó mấy ngày khác bạn đó đi chơi vậy lắm. Đi nhậu rồi cờ bạc, đá gà, đủ thứ. Trời đất ơi. Trời số gì mà xui dữ. Ông này sao có 3 cái mối tình, 2 cái mối tình với cái đám cưới nó cũng lạ quá nha. Trời ơi, tội nghiệp ghê luôn á trời. Đời trai 12 bánh nước hả? Mười mấy nhiều hơn 12 bánh nước luôn đó. Chưa gì hết mà thấy 3 cái bến hơi đột quá. Rồi mình đến với những cái mối tình của nhà gái nè. Em thì cũng chỉ mới trải qua 2 mối tình. Một mối tình là cũng vừa thời học sinh mà thời sinh viên mà mới ra trường rồi đi làm, sau ra thay đổi nên cũng không hợp nhau rồi chia tay. Thêm một mối tình nữa thì quen xa. Trời ơi, bên đây cũng không có một cái mối tình nào gọi là sâu sắc để mà đau khổ vật vả khi chia tay hết á. Dạ. Bên kia thì trung chuyên quá nhưng mà cũng chẳng có cái gì sâu sắc, bên đây cũng vậy. Nhát quá mà đã lấy vợ mới có 10 ngày, cũng nói chung cũng chưa có gì hết trơn. Tội quá. Vậy giờ mình mong muốn cái mối tình tiếp theo của mình là nó như thế nào? Nói chung thì mình cũng không quan trọng cái này gì lắm. Miễn là bạn gái dễ coi nhìn, với lại là biết trên biết dưới là có cái tâm là được rồi. Chứ không cần gì sâu sắc hết. Không có cờ bạc, đá gà gì nữa ha. Dạ đúng rồi. Anh có cái gì anh không thích ở phụ nữ không? Có cái không thích phụ nữ là điểm chỉnh quá. Hút thuốc, nhậu thì cũng bình thường, không có gì hết. Vậy. Làm gì đến mức đó hai em gái ha? Dạ đúng rồi. Yêu cầu của em có một người đàn ông trong cuộc đời mình như thế nào? Dạ em thì cũng không quá yêu cầu người đó, chỉ sống vui vẻ, hài hước, với lại thông gia trưởng, sống có trách nhiệm và biết nghĩ về hướng về gia đình. Bây giờ em không thích điều gì đàn ông nè, em ghét nhất? Em không thích hút thuốc. Ghê lại gia trưởng, em cũng không có quá khó chịu. Thôi được. Dạ. Anh mình đến hiền, quan trọng là mình nhìn có hợp với mình hay không thôi. Dạ. Còn những cái gì em yêu cầu chắc nó không có cao lắm đâu. Yêu cầu của hai bên rất là dễ. Đúng rồi. Luôn á. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình cho hai bên gặp mặt luôn đi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn thân với lại đồng nghiệp của em. Dạ rồi chào nhà gái ạ. Em chào chị Lan, con chào chú Nguyên Linh. Xin chào. Em chào anh Thành ạ. Chị Thảo của em á,
là một người rất là biết lo toan. Em không biết là anh nghĩ cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng mà đối với em thì em nghĩ là chị không nên lo nhiều như vậy. Tụi em hôm nay tới đây cổ vũ chị Thảo thì cũng hy vọng là chị Thảo sẽ gặp được một người nắm tay chị thì giúp cho chị bớt lo, để cho chị có thể enjoy cái cuộc sống nhiều hơn. Anh Thành bên đây em thấy ảnh rất là hiền, chân thật. Em cảm thấy là hai anh chị nên dạ, em ủng hộ là hai anh chị nên tìm hiểu nhau. Cảm ơn nhà cả. Nhà trai đi với ai? Em đi với em trai đồng nghiệp của em. Dạ, em chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan và chị. Dạ, chào cô chú anh chị bên nhà gái và mọi người xem ạ. Dạ thì anh Thành á, thì anh sống là một người người tốt, ảnh là rất là giỏi về việc nấu ăn trong nhà, như việc nhà này kia. Nói chung là ảnh hiền lắm. Còn bên chị gái bên đây thì em thấy chị rất là hiền và dễ nhìn. Và em mong chị cho anh một cơ hội để tiến tới. Cảm ơn em. Rồi. Thôi giờ hai bên gặp mặt đi, còn có hợp hay không? Thấy cặp này về gọi là nó rất là hợp nhau á, nhưng mà giờ mình nhìn coi cảm quan, cảm giác này kia có hợp hay không thôi. Mở rào. Lên. Tiến qua luôn. Lên. Tiến qua luôn. Dạ, em cũng muốn với anh. Em cũng có món quà với anh. Thôi ơi, dạ. Không có gật đầu hoài vậy. Nói năng gì lũi, vậy. Lũi. Nhìn đi Thành, nhìn Thảo đi. Nhìn Thảo thấy cũng dễ nhìn, đẹp, dễ thương. Nói chung thì anh thì cũng không có dám là cho em một cái mái nhà giàu xe phú quý. Nhưng mà dám chắc rằng sẽ cho em được một gia đình hạnh phúc. Anh sẽ dành hết tất cả tình cảm của anh, yêu thương dành cho em hết. Anh hy vọng là em sẽ cho em một cơ hội. Như vậy theo anh quan điểm á, trong tình yêu đối với anh như thế nào? Và nếu mà lập gia đình thì anh nghĩ là theo anh là nên sống chung hay là nên sống riêng? Quan niệm tình yêu của anh á, thì anh chỉ cần là hai bên thật lòng với nhau và sống hết mình, có tâm. Khi mà nếu mà kết hôn rồi á, thì mình có thể ở chung ba mẹ cũng được hoặc là tự lập cũng được. Tại vì hiện tại anh là con út thì cũng mình con mình anh gia đình thôi. Theo em biết á, là người miền Nam mà đặc biệt là như Long An miền Tây á, thì thường con út sẽ thường ở với ba mẹ. Giờ anh có đang ở với ba mẹ hay là anh ở riêng? Đó, anh đang ở với ba mẹ. Vậy làm dâu đúng không? Không, ba mẹ thì không có phải làm dâu. Tại vì ngày xưa thì mẹ cũng từng làm dâu rồi, mẹ cũng hiểu. Nếu kết hôn á thì anh muốn có bao nhiêu đứa con? Anh thì anh nghĩ là chỉ hai là đủ rồi. Anh có muốn hỏi gì về em không? Tại vì em hỏi anh nhiều quá. Cái này anh hỏi nó hơi nhạy cảm tí xíu. Dạ. Em có thích cái người nhậu với hút thuốc không? Thật ra là em không thích hút thuốc. Nhậu thì được, nhưng mà mình biết giới hạn đến đâu và ngừng đến đó. Chứ em không bắt buộc. Tại có những cái là công việc như kinh doanh đồ thì người ta cũng phải có cái nhậu nhẹt rồi mối quan hệ đồ này kia nên... Nói chung thì mỗi khi mà buồn mới hút thôi, còn bình thường là không hút. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình kết hôn được? Theo em thì nếu mình đến với nhau được thì khoảng bao lâu mình kết hôn được em ha? Đối với em á, thì nó không phải là thời gian mà nó là do cái tình cảm của giữa hai người. Có thể là mới gặp nhưng mà cái tình cảm hoặc cái niềm tin anh tặng cho em á, nó ok thì tại vì đến cái tuổi này rồi cũng có thể kết hôn liền vẫn được. Anh thì cũng vậy. Mình nói chung giờ hy vọng là em sẽ cho anh có cơ hội rồi hai đứa mình cùng nhau tìm hiểu. Dạ. Để thời gian quyết định. Dạ. Rồi bây giờ Thành bước tới nắm tay Thảo đi. Hát tặng cho Thảo một bài nào đó. Đây đưa em bé đây cho chị cầm. Dạ. Hồi nãy anh có nói anh hát được á, anh hát tặng mọi người một bài đi. Nắm tay Thảo hát cho Thảo nghe kìa. Em thì hát thiên về Tân Cổ. Em xin hát bài cũng nói về cái quê hương của em. Chiếc xuồng nhỏ anh đưa em về xóm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa, dòng sông quê đẹp bỗng trắng ngà, nghe câu hát xa xa mà lòng anh chạnh nhớ. Vô từ buổi quen nhau anh thường kể cho em nghe chuyện màu xanh trên dòng sông Vàm Co, kỷ niệm quê hương hay tình em đó, rồi năm tháng qua mau như con sông nhỏ trong lòng.
Giờ muốn giây phút này hai người phải nhìn thẳng nhau, bây giờ không có dám nhìn nhau. Bây giờ còn nhát nữa không? Bớt này. Bớt nhát hả? Bớt nhát. Trái tim mình có rung động không? Rung động. Mình có thích cô ấy không? Thích. Anh hy vọng em cho anh một cơ hội, và anh cũng muốn nắm tay em đi đến cuộc đời này. Anh hứa sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Rồi, được rồi đó, về đây đi Thành. Cái gì nói mình đã nói hết rồi. Bây giờ nhắm mắt lại. Nếu đúng, chúng ta bấm ngay. Sau 3 tiếng đếm, ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ mình nắm tay nhau nào. Đó, một nụ hôn. Tôi đã hôn cái nha. Em tên là Võ Trọng Hiếu, sinh năm 1995, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang làm ở thành phố Thủ Đức, ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Làm nhân viên pháp lý, pháp chế cho doanh nghiệp. Pháp lý là doanh nghiệp nào em? Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn An Phát, quê ở Phú Mỹ, Bình Định. Thế mà học đại học luật ra xong rồi ở đấy luôn đấy đúng không? Em học đại học ở Huế, rồi vào Sài Gòn làm việc. Lý do tại sao lại chọn vào Sài Gòn làm việc mà không phải ở Huế mà ra Huế học rồi lại từ Huế? Tại vì cũng xin việc nhiều nơi mà vô Sài Gòn thì xin việc dễ hơn. Dạ. Em làm cho công ty này được bao lâu rồi? Em làm được 5 năm rồi, từ khi vào Sài Gòn luôn. Rồi, 5 năm. Rồi, thu nhập mỗi tháng là bao nhiêu Hiếu? Thu nhập cả hết là khoảng 10 triệu một tháng. Hiện tại em đang thuê nhà hả? Dạ, đang ở thuê. Thuê nhà với ai? Thuê cùng với bạn hồi đại học. Là hai đứa là dắt tay nhau vào đây lập nghiệp. Cũng vào được vài tháng rồi, sau đó mới đọc lại bạn rồi. Ồ. Bạn gái hay bạn trai? Bạn trai. Từng bạn gái. Có bạn gái không kể đây nha. Ai biết đâu được, trời ơi, thuê nhà ở chung thôi. Chứ còn việc đấy là việc tìm bạn gái, tìm người yêu nó khác. Còn ở với bạn gái lại là khác. Thôi thì bạn Hiếu, em là gì Hiếu? Điểm mạnh hay điểm yếu chị? Điểm mạnh điểm yếu luôn. Yếu thì là em biết nói, còn điểm mạnh thì em thật thà. Thật thà cỡ nào? Thật thà thì có gì nói đó, nhưng mà không muốn nói thì vẫn không nói. Một ngày nói được bao nhiêu câu mà nói là anh thích nói nè. Thường ví dụ như người ta làm pháp chế thì người ta nói nhiều lắm. Không có, pháp chế không có nói nhiều đâu, pháp chế là ngồi biết nhiều. Luật sư mới nói nhiều. Thật ra là em thi cường, thi tập sự luật sư xong. Thi hiểu trong này luôn hả? Dạ. Đại học luật ở đây luôn hả? Dạ. Thi tập sự luật sư rồi nói nhiều chứ sao giờ nói. Thi tập sự thì lúc mình thi mình nói nhiều thôi, người ta không biết là mình thì mình biết nói đâu. Cũng tức thi... là vào bệnh nghề nghiệp thì bắt đầu mới nói nhiều thôi đúng không? Đúng rồi, lĩnh vực mình am hiểu mình nói nhiều mới được. Học bao lâu thì mới ra được làm luật sư? Học thì chắc phải 4 năm á, mà do được dịch á, phải trễ tầm 2 năm nữa. Là mới thi xong hả? Dạ. À, ý là dự định tương lai là em là không có làm pháp chế bình thường mà em làm luật sư, em muốn làm luật sư. Dạ. Rồi. Thế là tại ít nói quá cho nên là không dám tỏ tình cô nào nên là quay đơn phương trên 10 cô lận mà. Đơn phương trên 10 cô mà khó lòng được cô nào sao? Ngáp quá hay gì em? Tại vì chưa có cái gì, mình chưa làm được cái gì mình thấy người ta thích mình hết nên là chưa có dám nói. Đấy hả? Nhưng mà trong 10 cái cô mà em đơn phương á thì có cô nào cô ấy cũng bật đèn xanh cho em không? Là người ta thích anh á, bật đèn xanh á, bật tín hiệu đó, người ta biết mình thích người ta xong người ta cũng gọi là bật tín hiệu cho em biết là
tôi cũng thích bạn đó thì bạn tỏ tình với tôi mình đi đó. Không biết cái tiếng hiệu nó sao mà chưa thấy. Chứ có mời ta đi hứa không? Có rủ ta đi xem phim không? Thì không những người mà mình rủ đi xem phim được á là kiểu như là mình không thích người ta. Mình không thích người ta mà mình rủ người ta đi xem phim. Ừ, thấy nó ngộ ngộ rồi nè. Còn người mình thích thì mình lại không dám rủ. Còn kiếm gì? Ủa sao lạ vậy? Tại người mà người ta không thích mình thì mình lại thích người ta nhiều hơn. Ừ. Mà mình rủ người ta thì người ta không đi. Ừ. Còn xem phim thì có một bạn thì mình tỏ tình trước rồi, không đồng ý, sau đó mình rủ đi xem phim mới đồng ý đi xem phim. Cho nên là không được cái gì hết. Không được cái gì hết, thế giờ muốn được cái gì? Hả? Lô đọc phim thì làm cái gì? Tức là đi xem phim cho vui thôi. Xem phim gì nè? Có quan trọng trong đó là phim gì? Siêu nhân thủ khoa. Khổ quá à. Con nghĩ sao dẫn người ta đi xem phim mà đi xem phim siêu nhân. Còn bây giờ là 10 cô mà em từng thích cái này, những cô đấy là những cô gái như thế nào? Cái gu của em nó như thế nào? Gu của em thì thường thì thích kiểu mà xinh thì thứ nhất rồi, còn kiểu mà xinh mà còn dễ tán không mới ghê chứ. Xinh mà còn dễ tán là không khó luôn. Xinh rồi sao nữa? Tiếp là xinh rồi sao nữa? Cô đấy xinh rồi sao nữa? Ba vòng đầy đủ. Cái này em không để ý với ta còn... Chứ giờ để ý gì trước nè? Người ta hiền hoặc là người ta hung thì mình lại thích một trong hai cái kiểu đó. Người em thích hiền hay hung? Tại vì hiền thì mình cũng thích, mà hung thì... À, tức là trong người cô đó cũng có cô hiền, cũng có cô hung. Được thích cô hiền, không được thì chuyển sang thích cô hung. Tự nhiên. Bây giờ hiền hay hung nè? Bây giờ có cái ấn tượng hiền một, hiền hay hung thì nó đều có một ấn tượng cho mình. Mình cảm giác như nếu mà hiền á thì mình dễ tán. Mà hung thì kiểu như là người ta kêu xa, người ta giỏi thì mình cũng thích. Lại tại vì mình phải chinh phục. Đúng rồi. Thế bây giờ nè, ví dụ cho một cô hiền với một cô hung, bây giờ về em chọn ai? Hiền không? Cô nào xinh hơn? Ừ, ok. Một chút xíu về ngoại hình của cái người bạn gái mà anh mong muốn. Ngoại hình thì mình theo tiêu chuẩn nói chung mình thì thích kiểu như vi lai, nhưng mà mình toàn thực tế, mình toàn gặp những người mặt tròn tròn thì mình lại thích. Cái kiểu thực tế là mình không biết lắm. Ôi trời ơi, bây giờ nói chuyện bên này xong một hồi cái là chị... Nó bị... Tâm lý nó đa chiều. Mình thích đa chiều. Tức là trong lòng mình á là thích những cô vi lai. Nhưng mình mà mình ra nghĩ là mình nên thích mình nghĩ là mình nên thích villa, nhưng mà ra ngoài mình gặp cô mặt tròn thì mình lại thích mấy cô mặt tròn, đúng không? Trời ơi. Rồi sao nữa? Vậy là thích mặt tròn đúng không? Trong lòng ước muốn villa thôi. Ước muốn villa nhưng mà gặp tròn nếu mà xinh, tại vì những, có nhiều cô mặt tròn xinh nhưng có những cô mặt tròn không xinh, có những cô villa đẹp nhưng mà có những cô mặt villa không đẹp, đúng không? Nói chung là xinh. Cứ xinh. Còn villa là theo trend thôi, đúng xinh. Không? Còn miễn là xinh là được. Rồi có cái gu nào nhất định không? Có một ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay là idol nào mà anh thích không? Lưu Diệc Phi này. Lưu Diệc Phi, nói chung trong cũng thích nhiều người nhưng mà từ nhỏ là thích Lưu Diệc Phi rồi thì lựa chọn đó. Sao thích Lưu Diệc Phi? Lưu Diệc Phi ngày xưa tôi hay Lưu Diệc Phi bây giờ. Ngày xưa. Thế Lưu Diệc Phi bây giờ là nó khác một trời một vực so với ngày xưa này đó. Trẻ hơn. Ngày xưa thích cô hả? Cô đúng không? À, thời áo cô ngày xưa ấy đúng không? Chứ bây giờ là phát tướng rồi đúng không? Chiều cao sao anh? Chiều cao thì từ 1.5 m hơn mình chỉ đến 1.7 m. 1.5 m tới 1.7 m rồi. Độ tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Độ tuổi thì 8 đến 28. Hơn em một tuổi rồi. 1-2 tuổi rồi. 18 đến 28. Quê quán thì quê ở Cần, ở quê mình thì ở Bình Định, hoặc là làm ở Sài Gòn, hoặc là quê ở gần Sài Gòn. Miền Tây được không? Được. Em có mấy anh chị em? Có 4 chị nữa, là 5 anh chị.
À, mà em là con một đó hả? Dạ. Cưng như cưng trứng ha. Dạ. Cưng không? Có được cưng chiều không? Có, được cưng chiều. Ừ. Nên lấy vợ thì có phải qua cửa các chị không? Chắc không. Có cần các chị xét duyệt em dâu tương lai không? Thì mình đồng ý cưới mình là mình cưới luôn. Trời ơi, bây giờ chỉ cần người ta đồng ý là em cưới luôn đó hả? Mình có chuẩn bị gì cho cái cuộc hôn nhân của mình chưa? Thì nếu mà kết hôn thì có thể là mượn bên bố mẹ và mình với bố mẹ trên vợ để mua nhà. Nếu còn thiếu nữa thì trả góp. Ừ. Nhưng mà ý là bây giờ em có tiết kiệm gì chưa? Được 400 triệu. Ồ, gần 400 triệu rồi. Dạ. Ừ. Là có ý định mua nhà ở Sài Gòn không? Dạ, có. Mua chưa? Đã tìm hiểu ở đâu chưa? Chưa, tìm xem nhưng mà chưa. Ừ. Giỏi đó chứ, làm 5 năm ở đây mà tuổi trẻ mà tiết kiệm được gần 400 triệu rồi, giỏi đó. Đây làm 7 năm mà chưa có được đồng nào. Không mang nợ là may lắm rồi. Dự định mua nhà đấy đúng không? Yeah. Rồi, có nhu cầu gì ở bạn gái nữa không? Mẫu bạn gái như này, có nhu cầu gì nữa không? Hoặc là không thích điểm gì ở bạn gái? Chưa biết nữa hả? Chị gợi ý. Ừ. Chị thấy năm nay là đi xem phim chung cùng Linh Dương, Lan Ngọc là chị đi với cái bạn đó, đi xem với idol ca sĩ á. Ừ. Đi thành một diễn viên. Ừ. Đi xem phim là cái bạn đó là cái gì của chị Lan Ngọc? Là fan. À. Rồi em có thích chị Minh Dương Lan Ngọc không? Không thích nhưng mà không phải là... Không phải đầu vô. Ừ. Ừ. Rồi, ok. Còn em thích một cô gái truyền thống hay là hiện đại? Cá tính hay là bình thường thôi? Không phải là... Bây giờ phải có gu, chứ còn... lại nào cũng được làm sao? Ví dụ như em cảm thấy tính cách của em á, em sẽ hợp với những cô gái như thế nào? Cá tính. Ừ. Nói nhiều được không? Được. Rồi trên công ty có bạn nào tán tỉnh khả tính em không? Thấy cũng ok, ngoại hình cũng điển trai cũng được nè. Thế thì có bạn nào bạn ấy tán tỉnh hay bạn ấy thả tính em không? Làm quen với em không? Không, là ở công ty mình tán người ta thôi chứ sao người ta tán mình rồi. Dạ, nhưng mà giờ người ta đi chuyển công ty rồi. À, từ người ta đi lấy chồng rồi. Còn đồng nghiệp khác thì hết, có chồng hết rồi. Ừ. Vậy hả? Dạ. Buồn quá nhờ. Có năng khiếu tài lẻ gì không thiếu? Hát được không? Hát được. Hát? Hát đi, hát thử nghe lại nha. Thôi, chẳng thiếu idol. Ai đã yêu một lần đều hạnh phúc với người mình. Ai đã qua một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vồng ngày xưa. Ok, hát hay đó. Giọng ha, giọng trầm, giọng ngấy quá ha. Hát lên giọng to, nói chuyện cũng phải giọng to như hát á. Thì dạ. Bạn gái người ta mới thích. Nói lý nhí, nãy chị nói cái bạn kia đó, nói lý nhí ở trong họng đó là bạn gái bạn không hiểu là mình đang nói cái gì hay là mình đang muốn biểu lộ cái điều gì. Thành ra là bạn gái người ta sẽ rất là khó chịu. Dạ. Ha. Rồi, còn yêu cầu gì bạn gái, không có điểm gì không thích ở bạn gái không? À, chưa có định hướng rõ ràng cái này á. Rồi chưa có định hướng rõ ràng, thích 10 cô này mà còn chưa có định hướng rõ ràng của bạn gái nữa hả? Ví dụ như cái gì không thích ở người phụ nữ đó, mình cứ suy nghĩ coi. Ví dụ như xung quanh mình không thích cái gì, nêu ra 3 điểm thử. Ừ, không thích cái gì ở người phụ nữ? Có cái điều gì ấy mà
anh thấy người ta có cái điều đó là anh không 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 thể chấp nhận được luôn, cho vào danh sách đen. Mụn. Hả? Có mụn hả? Có mụn hả? Thích mặt mụn hả? Ừ. Rồi không thích gì nữa. Có hình xăm đồ thì được không? Hình xăm thì ít thôi, sẽ không nhiều. Rồi còn gì nữa? Thì ngoại hình có điểm gì không thích không? Hay là cái gì cũng tốt hả? Ví dụ như có những anh bảo là không thích bạn gái phòng 3 to quá, có những anh bảo là không thích bạn gái phòng 1 to quá. Đấy, có những anh lại bảo là không thích bạn gái mập quá, không thích bạn gái ốm quá. Kiểu như thế thì mình có cái điểm gì về ngoại hình mà mình không thích không? Quá quá. Không có chính kiến nhỉ? Sao? Khổ nha. Ai cũng được luôn á. Miễn xinh là được, miễn cái mặt là được. Chỉ cần mặt xinh thôi hả? Xinh là dễ có cảm tình thì mình mới có cảm xúc, mình mới thôi. Giọng mặt xinh mà giọng chua lét được không? Chua lét hả? Ừ, ủa, tại vì có nhiều dạng người lắm, ví dụ như xinh người ta xinh, nhưng mà ví dụ như người ta giọng á, cái giọng nó chua á, hoặc là ví dụ như nó khuôn mặt đó có cái điểm nào đó mà mình cũng không khen. Hoặc ví dụ như tóc mà ta giữ như tóc lè lẹ thì con nhuộm được nè, mới nhuộm nè, mới nhuộm tóc. Nhuộm màu trắng luôn. Được. Màu nào cũng được. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Tóc dài. Ừ. Tôi tưởng tóc dài tóc ngắn thì cũng được chứ. Miễn có tóc là được. Ê được nghe. Thấy trong đây ghi chơi game nè. Chơi game nhiều lắm hả Hiếu? Game gì? Dạ. Hồi xưa thì chơi Liên Minh, giờ bỏ rồi. Chuyển sang Liên Quân. Rồi chơi gì? Không chơi. Rồi anh chơi game gì cả? Chơi game bị cóc bác khoan. Chơi dạng tu tiên á. À tu tên hả? Dạ. Chơi online. Một ngày anh bỏ bao nhiêu thời gian ra để chơi game đó? 3 tiếng. Phải mới chơi buổi tối về đúng không? Khi buổi tối về là hai thằng có rủ nhau đi làm, thỉnh thoảng đi làm vài ba chai rồi tâm sự chuyện đời không? Không. Nó có bồ chưa? Nó có bồ rồi. Thì sao bảo nó dẫn đi tìm bồ? Bảo bạn gái của nó giới thiệu cho. Hay là bạn gái của bồ em cũng xấu cho nên là... Nghi ngờ quá à? Ông này không nói hay có nghi ngờ. Đúng không? Ý là bạn sao em không nhờ bạn gái của bạn em á giới thiệu cho em một cô bạn của bạn đó. Ừ. Tại vì em thấy nhờ ai cũng vậy à. Rồi em cũng vậy à, sao? Tức là cái bạn gái của bạn mình á, ừ, thì họ có một vòng bạn bè, ừ, thì có người mình thích, có người mình không thích, ừ, sao giới thiệu thì em sống em, được. Thì em nói với cái bạn của bạn gái của bạn em ấy, là vì... em thích cô này thì nhờ bạn ấy kết nối dùm cho. Tại vì không quen, không thấy, chưa thấy cái hình người ta, chưa chấp nhận. Vậy hả? Là phải thấy cái hình thức mới chấp nhận được người đó. Ví dụ như là khi bạn tham gia bạn muốn hẹn hò là đâu, anh đâu có, em đâu có nhìn thấy được cái bạn gái bên kia đâu. Tụi chị là người ghét cho em mà sao em thấy được cái bạn gái bên kia. Đến cái ngày em lên sân khấu thì em mới nói chuyện mở rào ra mới biết bạn gái bên kia. Thì em có chấp nhận tham gia chương trình đó không? Có, tại còn em tin vào con mắt của tụi chị. Đúng rồi. Nói một câu là em tin vào con mắt chọn người của tụi chị này cho các chị chết luôn. Xỉu luôn, áp lực ghê. Nhưng mà nếu mà theo, bởi vì á, có nghĩa là có những cô gái hoặc là có những chàng trai tụi chị thấy đẹp nhưng mà chưa chắc tụi em đã thấy đẹp, tại vì cái gu thẩm mỹ của mỗi người nó là khác nhau. Đó, nên mà chẳng may á, lỡ lên đó tụi chị thấy xinh mà em không thấy xinh là về đừng có mắng vốn tụi chị nha. Lúc đó được xuống sân khấu. Trời, xuống sân khấu bắt đầu hối tụi chị là chết tụi chị luôn đó. Có ai khen em đẹp trai không? Có mà khen thì không. Hử? Là có. Cũng có người khen em đẹp trai đúng không? Nhưng mà cũng có người nói là em không đẹp trai đúng không? Đẹp trai thì... Chưa có ai nói. Chưa. Tại vì nó đâu ra nói thẳng với em. Rồi. Chị nói đâu không? Chị đang nói là ví dụ thôi hiểu không? Thì có những cái người cái gu của họ là
là em thì họ sẽ khen em là đẹp trai, là phong độ, đúng không? Nhưng có những người em không phải là gu của người ta thì người ta sẽ nói là ôi em bạn ấy cũng bình thường, đâu có gì đâu mà đẹp. Thì giống như tụi chị là người đứng ở giữa, tụi chị làm mai cũng như thế. Có những cô gái tụi em thấy là đẹp nhưng tụi chị không thấy đẹp, nhưng có những cô gái tụi em thấy không đẹp thì tụi chị lại thấy nó đẹp. Cho nên đấy là lý do mà tại sao tụi chị hỏi em rất là nhiều về cái mẫu người, về vóc dáng, về hình thức, về tóc tai, về mắt mũi miệng tay chân như thế nào đó. Đương còn đương nhiên là nếu đã lên chương trình thì tất cả mọi người đều phải cảm thấy cái cô gái đó, cái chàng trai đó ngoại hình ổn. Ở đây chị chỉ dùng từ ổn thôi, chị không dùng từ đẹp. Thì tất cả mọi người, tức là một ekip của bọn chị cỡ chục người mà cả 10 người đều ok, cô này ổn để lên hình, anh này ổn để lên hình, thì đương nhiên là người đó ổn, đúng không? Yeah. Đó, thì ví dụ như thế nên là bắt buộc là tụi chị sẽ phải hỏi các em là cái mẫu chi tiết bọn em là cái gì. Ok, một cô gái giống như Lưu Dược Phi thì ok, một tìm một cô gái giống Lưu Dược Phi thời làm còn làm cô 16 tuổi cơ, đúng không? Chứ không phải là Lưu Dược Phi của 35 tuổi bây giờ. Đúng không? Yeah. Là thích cái cô Lưu Dược Phi thời đấy, đúng không? Đúng rồi. Ừ, Lưu Dược Phi bây giờ là tăng cân gấp đôi so với ngày xưa rồi đó. Là không thích mập mà cũng không thích ốm luôn. Ừ. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt nữa không? Về tuổi không, tác thì không sao? Không mập quá, không ốm quá chứ. Rồi. Mập thì dễ thương. Tròn tròn được mà đúng không? Tròn tròn dễ thương được đúng không? Tròn cỡ em này được không? Cái này chưa tròn đâu. Không, ý là chỉ cần cỡ em này thôi được không? Được. Cỡ ngay trên mình được không ta? Ngay như quyết à? Rồi. Cỡ chúc sao làm chắc chúc chắc cỡ chúc cỡ chúc mới không mới là không được quá. Ừ, chứ con mi nó vẫn còn dễ thương mà dễ thương mà trời. Rồi ok, rồi ok nha Hiếu ơi. Rồi có gì thì chương trình sẽ liên hệ với em nha. Dạ cảm ơn. Ừ, rồi cảm ơn anh, cảm ơn Hiếu nhiều.